các bạn thì những chú vẹt mà nói được thì thường rất là tuyệt vời, rất là quý. Nhưng tại sao mà người ta lại không muốn bán những chú vẹt này? Thì trước tiên thì để đi vào cái video chính thì mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn những chú vẹt biết nói để các bạn thấy cái sự sinh động và rất là tuyệt vời nhá. Chào ơi. Như các bạn biết là để nuôi được một chú vẹt biết nói thì người ta phải nuôi từ thường người ta phải nuôi từ những chú vẹt rất là non. Đó, thì quá trình mà dạy nói thì người ta phải tốn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều thời gian và trong một cái thời gian rất là dài để người ta bắt đầu cái quá trình dạy nói, thậm chí là người ta phải sử dụng cả những cái như là đài để dạy nói. Chính vì vậy thì như đầu tiên mình nói là người ta rất hiếm khi để người ta bán những cái chú vẹt mà nó đã biết nói rồi. Và cái quá trình mà các bạn tập nói thì các bạn cũng bỏ cái thời gian khá dài, và khi mà nó nói được rõ ràng thì cũng phải qua quá trình luyện tập, qua quá trình khích lệ những chú vẹt đó với một cái đầu tư và với một cái khối lượng thời gian rất là lớn để chúng ta có được một chú vẹt nói sõi. Có khách giỏi lắm két ơi, kích giỏi, có khách giỏi lắm đi cơ bội. Thì cái việc tiếp theo đó là như các bạn cũng biết rồi, thì nếu như các bạn để một chú vẹt nó có thể nói được thì các bạn cũng phải trải qua cái vấn đề tiếp xúc rất là nhiều với những chú vẹt này, và mình các bạn cũng sẽ dành rất nhiều thời gian để các bạn bên chú vẹt, thì nó cũng sẽ thể hiện cái tình cảm như cái chú vẹt của mình thế này. Thì khi mà nó càng các bạn biết là nó càng bạo dạn thì nó sẽ thể hiện hết cái khả năng nói của nó. Còn nếu như chú vẹt vẫn còn nhát thì đương nhiên là nó sẽ không dám nói một cách bao dạng. Chính vì cái thời gian mà các bạn tiếp xúc với chú vẹt, các bạn gần gũi những chú vẹt này thì đương nhiên là hầu như là rất là nhiều các bạn sẽ không bán những chú vẹt của mình đã biết nói rồi. Mà các bạn biết là cái thời gian nó ở bên chúng ta thì nó có thể hiện cái tình cảm rất là thân thiết, rất là nhiều. Chính vì vậy chúng ta sẽ thường là sẽ không lỡ bán những chú vẹt như thế này. Thì những chú vẹt càng khi mà nó càng nhiều tuổi thì đương nhiên là cái nó sẽ nói rõ hơn. Bởi cái thời gian mà các bạn đã tập nói cho nó thì có một thời gian rất là dài rồi. Tức là mình đang muốn nói là cái thời gian mà các bạn dạy chú vẹt từ khi còn non về cái phương pháp dạy nói và kỹ năng dạy nói thì càng về sau nó càng sẽ càng rõ hơn.
Mắc keo. Giỏi. Chọc cái cắn. Giỏi lắm. Và một cái nữa, đó là lý do mà tại sao các bạn không muốn bán những chú vẹt mà các bạn đã dạy nói được một thời gian dài, hoặc là những chú vẹt đã nói được. Tại sao các bạn không muốn bán? Là vì khi mà các bạn nuôi một thời gian rất dài, là các bạn đã hiểu được tính cách của những chú vẹt, hiểu được từng tính cách của những chú vẹt. Là những chú vẹt này nó có một cái tính cách, ví dụ như là nó giữ hay nó hiền, hay ở những cái thời điểm nào, những cái cử chỉ nào của nó thân thiện, thì các bạn đã nắm được rất rõ rồi. Chính vì vậy thì chính vì điều này cũng khiến cho là một cái lý do này các bạn không muốn bán những chú vẹt của các bạn, mà đã các bạn đã dành một thời gian chơi với nó, dành thời gian dạy nói nó rồi. Đây là một chú vẹt mắc keo nhà mình. Thì chú vẹt này năm nay đã khoảng 4 tuổi rồi. Là một chú vẹt đã lên sóng rất là nhiều. Thì các bạn thấy những chú vẹt ngực hồng thì càng về sau này thì nó càng đẹp. Và đối với những chú vẹt trống thì nó càng đẹp. Vẹt ơi! Vẹt ơi! Nguyệt ơi. Thì như các bạn vừa thấy, những cái video dạy nói, những cái cử chỉ của những chú vẹt, thì các bạn cũng biết rằng là đối với những chú vẹt nói được thì nó thể hiện một cái giá trị rất là không có sự hạn chế. Chính vì vậy thì khi mà người ta nuôi được một chú vẹt nói được thì người ta sẽ thường là không bán những chú vẹt này. Các bạn biết rằng là để những chú vẹt nói được, ngoài những cái thời gian như mình vừa nói, ngoài những cái đầu tư về những cái như là đài, những cái sự kiên trì của các bạn, thì cũng không phải là ai cũng có một cái kỹ năng dạy nói mà để cho chú vẹt của các bạn có thể nói được. Bởi nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều thứ để các bạn có thể là dạy một chú vẹt để các bạn nói được. Chính vì điều này thì khi mà các bạn có một chú vẹt, sở hữu được một chú vẹt đã nói rồi, mà đặc biệt là các bạn dạy từ khi còn nhỏ, thì theo mình là các bạn cũng sẽ để nuôi, chứ các bạn ít khi bán những chú vẹt này đi. Thì chính vì vậy mình chia sẻ video này để các bạn thấy là tại sao rất có rất là ít người đang bán những chú vẹt mà đã nói được. Chưa kể rằng là người ta đã tìm thấy rất là nhiều những cái nó vừa ý đối với chủ nhân của nó. Thì mình đã chia sẻ một cái video dạy nói để các bạn có thể là biết rằng là cái lý do chính là những đối với những chú vẹt mà đã nói được thì mọi người rất ít khi muốn bán những chú vẹt này đi. Thì mình đã chia sẻ video này, hy vọng là các bạn cũng sẽ có câu trả lời, và các bạn cũng sẽ luôn luôn cố gắng để các bạn dạy được một chú vẹt của các bạn dạy nói. Thì mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và luôn ủng hộ kênh Yêu Vẹt & Pets. Và nếu như các bạn xem video lần đầu thì các bạn hãy nhớ đăng ký để ủng hộ kênh và đón nhận những video mới nhất nha. Xin chân thành cảm ơn.